Ok, xin chào anh em nhé. Hôm nay ngày 19 tháng 7, mình xin được phép test cây sâu bầu và hai cây trường tiêu si phen cho bạn Hòa DG. Tên là Hòa DG nhưng mà lấy tiêu với sâu bầu nhỉ. Rồi, bạn ấy đã đủ bộ DG nhà mình rồi, bây giờ bạn bắt đầu bạn lấy sang tiêu và những cái món khác để chơi cho đa dạng. Mình xin phép test cây bầu trước nhé. Bầu thì nó cũng không có gì test nhiều. Mình test sang cây tiêu nhá. Cây tiêu của bạn là trường tiêu si phen DT06. Trong rê này. Trong rê nó cao hơn nhá. Trong rê vẫn khá là đầm. Và khớp cây này có khớp bên trên nó hơi chặt, mà lát nữa mình cho bôi trơn khớp nối vào nữa là ngon. Trúc khá là dày nặng, già si phèn nhé mọi người. Tiếp theo tông đô nhá. Cái tông đô nó sẽ trầm hơn một chút này. Đô thì thổi khá là sướng, mình thổi cái rê kia không khoảng cái đô này nó đầm hơn. Thank you.
Ok, mình cho mình test vậy thôi nha. Thổi cái nhạc này mà lại nhắm mắt xong rồi sáng nay dậy sớm cũng phải buồn ngủ thật. Thổi tiêu nghe buồn ngủ thật. Ok Hòa nha, test như vậy thôi. Cảm ơn anh em luôn quan tâm theo dõi đến kênh của mình nhé. Thổi tí là ngủ gật đấy. 5 phút, 5, 9, 6 phút. Ok, xin chào anh em nhé. Cảm ơn anh em luôn quan tâm theo dõi. Anh em ủng hộ Tiêu Sáo nhớ vui lòng inbox Facebook Đinh Văn Cao nhé. Xin chào.